Thưa quý vị, thưa các bạn, Nam Trung Bộ Việt Nam gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Nông lâm thủy sản là những mặt hàng được các tỉnh này chú trọng phát triển. Việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm đầu ra bền vững cho các sản phẩm là mục tiêu hướng đến của các địa phương này. Vùng Nam Trung Bộ nổi bật với thời tiết rất khắc nghiệt, nắng nóng, khô hạn. Do đó, phần lớn đất nông nghiệp là đất cát nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế được xem trọng hàng đầu và ngư nghiệp là thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của vùng đất nơi đây, với tổng sản lượng chiếm 27,4% giá trị thủy sản khai thác của cả nước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là mực, tôm, cá đông lạnh. Nông nghiệp của các địa phương này chủ yếu sản xuất các cây trồng truyền thống đảm bảo sinh kế, khó hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa lớn. Một số sản phẩm như trái thanh long, tôm hùm lại phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu tiểu ngạch. Hiện nay, các địa phương này đang từng bước chuyển dịch sang các loại cây trồng đặc hữu có giá trị thương mại cao hơn cây trồng truyền thống như dược liệu, rừng gỗ lớn, các loại cây gia vị, cây ăn quả. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, đóng vai trò quan trọng là cầu nối kinh tế quốc phòng giữa vùng Bắc Trung Bộ với Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giữa đất liền với các quần đảo. Duyên Hải Nam Trung Bộ được xác định là một trong bốn vùng trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, tình hình phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh trong vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có trong việc kết nối, mở rộng giao lưu, phát triển kinh tế nói chung, thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch, đầu tư nói riêng. Các kênh xuất khẩu sang thị trường tiềm năng còn gặp nhiều rào cản. Mỗi quốc gia nhập khẩu nông lâm thủy sản đều có tiêu chuẩn riêng về kỹ thuật, quy trình chế biến, tiêu chuẩn vệ sinh, yếu tố môi trường, thậm chí cả tiêu chuẩn về lao động. Do vậy, đưa hàng vào các kênh phân phối hiện đại cũng gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan và chủ quan. Để góp phần phát huy lợi thế của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, hỗ trợ doanh nghiệp khu vực này, Bộ Công Thương đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường ở cả trong nước và quốc tế cho các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương, của vùng, đặc biệt là nông, lâm, thủy sản. Được trưng bày ở cái hội nghị này thì tôi mong muốn bên lề hội nghị là được kết nối với các doanh nghiệp và họ có mong muốn là tiêu thụ cái sản phẩm rong nho để phục vụ cho khách hàng và những người mà quan tâm đến sức khỏe, những bữa ăn lành mạnh, thức ăn thực dưỡng. Đối với các sản phẩm nông thủy sản của Khánh Hòa thì một là tiêu thụ trong nước, thì Sở Công Thương là đơn vị chủ trì làm cầu nối để các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh cũng như là các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các hệ thống siêu thị lớn, các cái tập đoàn lớn như là Central Retail, MN Mega Market hoặc là Lotte của Hàn Quốc và một số cái đối tác khác như là Walmart hoặc là Tiki và Copmark. Hoặc là một số cái đối tác như là có các trạm dừng nghỉ thì kết nối với lại Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị đầu mối, mình làm việc với các đầu mối để cho các đầu mối xúc tiến với lại các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khánh Hòa để họ thương lượng và họ đưa cái mặt hàng vào hệ thống siêu thị của họ trên toàn quốc. Trong cái thời gian vừa qua, bên cạnh cái việc đấy là tổ chức các cái hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá cái thương hiệu thì chúng tôi tích cực đấy là tập hợp với đội ngũ doanh nghiệp để tạo cho họ các cái điều kiện đưa các cái sản phẩm của mình đến giới thiệu với nhiều cái thị trường ở trong nước cũng như là tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Thì thông qua những hoạt động như vậy thì cái sự kết nối giữa các cái doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk với các cái tỉnh bạn cũng như là các cái nhà phân phối nước ngoài thì mang lại rất là nhiều cái hiệu quả thiết thực. Bộ đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan, mở rộng cả kênh phân phối truyền thống và hiện đại, tích cực củng cố phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua các hình thức xúc tiến thương mại khác nhau, được tổ chức thường xuyên, liên tục như hội nghị kết nối giao thương, tư vấn thị trường, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, tổ chức triển lãm từ xa, tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp và trực tuyến hiệu quả. Trong cái bối cảnh này thì Bộ Công Thương đang
đẩy mạnh những cái hoạt động hỗ trợ các địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ các hiệp hội, đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông lâm thủy hải sản. Và như chúng ta thấy là chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp thường trực Chính phủ đấy, thì Thủ tướng đã chỉ đạo là cần phải đẩy mạnh tiêu thụ nông lâm thủy hải sản trên thị trường trong nước. Với một cái thị trường của chúng ta với một cái sức mua rất là lớn, 100 triệu dân và đang hồi phục rất là mạnh mẽ sau Covid, thì đây là một cái thị trường mà chúng ta cần tiếp tục khai thác bằng những cái hoạt động kết nối tiêu thụ nông lâm thủy hải sản như này, thì sẽ giúp cho là bà con nông dân, các hợp tác xã, các cái chủ trang trại, những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể gặp gỡ được trực tiếp những cái nhà phân phối, những nhà xuất khẩu cũng như là nhà nhập khẩu của nước ngoài. Thời gian qua, nhiều sản phẩm hàng hóa của các tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ đã tiếp cận các hệ thống phân phối hàng hóa lớn trong cả nước. Qua đó đã nâng tầm giá trị sản phẩm đặc trưng của các địa phương, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại các địa phương. Tuy nhiên, do quy mô sản xuất đa phần là nhỏ và vừa, nên nhiều cơ sở sản xuất còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và phát triển những thị trường tiêu thụ mới. Để giúp các tỉnh Nam Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại làm cầu nối, giúp các doanh nghiệp địa phương cập nhật kiến thức về những rào cản thương mại, tiếp cận thị trường, các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu, cùng các cơ quan, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu một số chính sách, giải pháp trọng tâm nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong quy trình thực hiện kiểm dịch đối với các mặt hàng thủy sản, tạo đầu mối thống nhất đăng ký, kiểm định hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, giảm thời gian và chi phí thông quan.